Nên biết như thật đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và nhân quả của chúng. Nên biết như thật pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và nhân quả của chúng. Nên biết như thật trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và nhân quả của chúng. Nên biết như thật đạo các thanh văn, đạo các độc giác, đạo các bồ tát và nhân quả của chúng. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy, dùng các đạo như thế để an lập hữu tình nếu loài hữu tình đáng được quả dự lưu thì dùng pháp của quả dự lưu mà an lập đáng được quả nhất lai thì dùng pháp của quả nhất lai mà an lập đáng được quả bất hoàn thì dùng pháp của quả bất hoàn mà an lập đáng được quả a la hán thì dùng pháp của quả a la hán mà an lập đáng được quả vị độc giác thì dùng pháp của quả vị độc giác mà an lập đáng được quả vị giác ngộ cao tột thì dùng pháp của quả quả vị giác ngộ cao tột mà an lập này thiện hiện đó gọi là các trí đạo tướng nên phát khởi của đại bồ tát đại bồ tát tu học trí đạo tướng như thế rồi đối với các loại giới tính của hữu tình các loài tùy miên các loại ý thích đều khéo léo ngộ nhập đã ngộ nhập rồi tùy theo sự thích ứng mà vì họ nói tránh pháp đều khiến đạt được sự lợi ích an lạc không có việc gì trôi qua trống rỗng vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy khéo léo thấu đạt các căn cơ thắng liệt của hữu tình như thật rõ biết chỗ hướng đến sai biệt của tâm và tâm sở pháp của các hữu tình qua lại sanh tử này thiện hiện, các đại bồ tát nên hành các đạo bát nhã ba la mật đa như thế, vì sao? Này thiện hiện, vì đạo nên học của tất cả thanh văn, đạo nên học của tất cả độc giác, đạo nên học của tất cả đại bồ tát, tất cả pháp phần bồ đề như thế đều được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Hết quyển thứ 369.